Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới đầy mạnh khỏe, sức khỏe và đầy năng lượng. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Ngô Lụa, số điện thoại của mình là 0936 410 666. Hiện nay mình đang kinh doanh một sản phẩm bảo vệ sức khỏe, đó chính là nước ép tinh chất cần tây Green Beauty của công ty Villa Pharma. Để hiểu thêm về sản phẩm này như thế nào, có giá trị ra sao và công dụng của nó như thế nào thì mình xin mời tất cả các bạn cùng đến với những nội dung sau. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vì Sức Khỏe Của Bạn trên sóng Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, có thể nói rằng từ đầu năm 2019 đến nay thì có một loại thức uống đã trở thành trào lưu của các chị em trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Đó chính là nước ép cần tây. Và thực tế thì loại sản phẩm này sẽ mang lại những giá trị nào cho chị em? Ngày hôm nay trong thời lượng chương trình Vì Sức Khỏe Của Bạn, chúng tôi mang đến quý vị hãy cùng trò chuyện với các khách mời để hiểu rõ hơn về công dụng của nước ép cần tây nhé. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc trung tâm dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, và vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu chị Bùi Thơ, CEO của Green Beauty. Xin cảm ơn cả hai vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và câu hỏi đầu tiên xin phép được dành cho thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải ạ. Nói đến nước ép cần tây thì chắc chắn là trong chuyên môn của mình bác sĩ không còn xa lạ gì, nhưng mà anh thưa hỏi nhỏ một chút là chị đã từng dùng sản phẩm này bao giờ chưa? Nước ép cần tây thì tôi cũng đã từng dùng rồi, bởi vì là bản thân tôi thì cũng đã bị cao huyết áp rất là nhiều năm nay rồi. Thế thì ngoài cái việc mà sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, chế độ ăn uống luyện tập ấy, thì trong hàng ngày tôi cũng thường xuyên sử dụng nước ép cần tây. Và thực tế thì nó mang đến những cái giá trị tác động nào đến sức khỏe của chúng ta thưa chị? Rau cần tây thì phải nói là giá trị dinh dưỡng của nó rất là tuyệt vời, mà theo chúng tôi thì cái giá trị dinh dưỡng ở đấy thì chủ yếu là nó chứa các cái chất người ta gọi chung ấy là các cái phytonutrients, tức là tất cả những cái chất chống oxy hóa, thì bao gồm thứ nhất là các cái nhóm vitamin, ví dụ như là vitamin A, vitamin K, vitamin C, vitamin B2, rồi vitamin B6. Thế rồi bên cạnh đó là rất là giàu các cái khoáng chất. Thế chính vì vậy cho nên là cần tây thì nếu mà chúng ta ép nước uống cần tây thì sẽ cung cấp cho chúng ta những cái chất chống oxy hóa đó, và nó đặc biệt nó tốt cho, đầu tiên phải nói đến là đối với chị em phụ nữ của chúng ta thì đặc biệt là đối với làn da, tác dụng làm cho làn da của chúng ta đẹp mịn màng hơn. Thế nhưng mà có lẽ quan trọng hơn nhất nếu mà chúng ta nói đến thì đó là vai trò của nước ép cần tây này, các cái vi chất dinh dưỡng trong nó quan trọng nhất đối với bệnh tim mạch. Thế rồi trong cần tây lại có những cái chất nó có thể giảm được đường máu, cho nên tốt cho những bệnh nhân bị tiểu đường. Thế rồi giảm huyết áp, giảm cholesterol máu đấy. Thế và đặc biệt thì chúng ta biết là tại sao chị em phụ nữ của chúng ta dùng cần tây như là một thức uống để đi tấp giải độc trong cơ thể, bởi vì là nó còn tác dụng thải độc nữa. Trong cần tây cái hàm lượng vitamin K rất là cao. Thế thì vitamin K là một, nhất là vitamin K2 ấy, thì nó như là một cái chất rất là quan trọng đối với hệ xương khớp. Ở bên cạnh đó thì phải nói đến nữa là có tác dụng chống viêm rất là tốt. Thế cho nên là cần tây ngoài cái làn da làm cho chúng ta căng mịn thì cái chất chống viêm ở trong đấy nó có thể làm giảm mụn trứng cá này, rồi là giảm được cái bệnh ở ngoài da, ví dụ như chàm, eczema hoặc là bệnh hồng ban các thứ ở ngoài da. Thế cho nên là làm cho da của chị em của chúng ta cũng đẹp hơn. Tôi muốn đến với vị khách mời thứ hai, chị Bùi Thơ ạ. Chị có thể chia sẻ với khán giả của Truyền hình Hà Nội rằng là chị đã biết đến nước ép cần tây từ bao giờ không? Trong cái thời gian gần đây, khoảng gần một năm gần đây, thì các KOL người nổi tiếng là trên mạng cũng đã rất rầm rộ lên về cái tác dụng của nước ép cần tây, và mọi người xôn xao là đi mua cần tây về để ép lấy nước uống. Thì bản thân mình cũng làm, mình cũng đi mua cần tây và về để ép. Cái sự chuẩn bị của nó rất là phức tạp, mình phải mua cần tây về này, lửa giọt cần tây này sạch, sau đó lại phải xay ép hàng ngày nữa, thì nó công đoạn của nó phức tạp và mất nhiều thời gian quá. Thì từ cái việc đấy thì mình nghĩ là tại sao mình không ra một cái sản phẩm mà nó có cái tinh chất cần tây, thì sẽ tiết kiệm được cái thời gian và công sức cho chị em phụ nữ và cho tất cả mọi người. Thì đấy chính là cái lý do mà mình cùng với đội ngũ y bác sĩ để nghiên cứu ra cái sản phẩm tinh chất cần tây này. Vâng, thực ra khi mà biết đến Green Beauty và đặc biệt là biết đến sản phẩm nước ép tinh chất cần tây Green Beauty thì cái điều mà khiến cho anh Thư chú trọng quan tâm đến nó đấy chính là ngoài cái việc có tinh chất cần tây, có nước ép cần tây ra, nó còn được kết hợp cùng với rất là nhiều những cái loại thảo dược và trái cây khác. Và chị có thể nói kỹ hơn về điều này không? Đúng rồi. Thì trong cái sản phẩm tinh chất cần tây Green Beauty ấy, thì nó không chỉ có tinh chất cần tây không, mà nó còn có được kết hợp với tảo xoắn, kết hợp với diệp lục, có cả kết hợp với collagen và glutathione. Thì với năm cái thành phần này nó kết hợp được với nhau thì nó ra được một cái sản phẩm Green Beauty có vô vàn những cái tác dụng và những lợi ích, để phát huy những cái lợi ích của cái sản phẩm lên. Đó là cái tinh chất cần tây như bác sĩ Hải vừa mới phân tích, nó vô vàn
nhiều tác dụng rồi. Và mọi người, hai cái thành phần là tảo xoắn và diệp lục, mọi người cũng biết đến với vô vàn những công dụng, đúng không ạ? Nào là thải độc cơ thể, nào là phòng chống ung thư, rồi rất tốt cho tiêu hóa và lại làm đẹp da cho chị em phụ nữ nữa. Đó, lại cùng với collagen và glutathione, vì hai cái chất này thì hơn 90% chị em phụ nữ chúng ta đều ý thức được cái việc bổ sung collagen hàng ngày. Thì chỉ cần một gói Green Beauty thôi là đã cung cấp đủ chất dinh dưỡng, các vitamin, chất xơ và cả collagen nữa. Vâng, thực ra tôi chú ý thêm nữa là cái sản phẩm nước ép tinh chất cần tây Green Beauty này, nó thay vì cái sự ngai ngái khi mà chúng ta uống cái nước ép cần tây nguyên chất, đúng không ạ, thì nó lại hơi có một ít cái vị ngọt. Vâng, và chị có thể nhắc đến cái yếu tố nào đã tạo nên cái vị ngọt này được không? Bản chất là cái cần tây thì nó có vị ngái và vị hăng, và trong bản chất của diệp lục và tảo xoắn nó cũng có cái vị tanh, đúng không ạ? Thì cái trong cái sản phẩm Green Beauty thì đã khắc phục được hết, thì thay vào đó một cái vị ngọt thanh và một vị hơi chua thanh nữa. Đó là vị ngọt, đó là chính là đường isoman. Đường isoman là một đường dành cho người ăn kiêng. Đó, và cái vị thanh chua đấy là cái hàm lượng của vitamin C. Thì cái đường isoman nó như thế nào, nó xin phép được cho bác sĩ Hải giải thích cho anh Thư và mọi người cùng rõ về đường isoman được không ạ? Vâng. Thực ra thì đường isoman ấy là cái đường mà người ta sản xuất từ chủ yếu là từ bắp ngô hoặc là củ cải. Thì cái đường này nó khác với cái đường kính, đường saccharo chúng ta ăn hàng ngày ấy, thì là cái này nó năng lượng rất là thấp. Thế chính vì vậy cho nên đường isoman người ta làm một trong những loại dùng đường ăn kiêng, đặc biệt là dành cho những người thừa cân béo phì, thì người ta rất hay dùng cái đoạn đường này, bởi vì là nó cung cấp năng lượng rất là thấp, cho nên là khi chúng ta dùng vào thì nó vẫn có vị ngọt nhưng mà nó lại cung cấp năng lượng thấp. Xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, xin được cảm ơn chị Bùi Thơ với những phân tích và chia sẻ của mình. Và mong rằng là quý vị khán giả cũng đã có thêm cho mình một lựa chọn về một sản phẩm mà anh Thư tin rằng là quý vị sẽ không thất vọng khi mà áp dụng nó trong quá trình chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của bản thân đâu. Cho đến lúc này thì thời lượng chương trình Vì Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe, đó là cái sản phẩm Green Beauty. Đây là một cái loại sản phẩm mà có cái tác dụng là bảo vệ sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho mọi lứa tuổi. Ở đây thì trong thành phần của nó có cần tây, tảo xoắn, rồi diệp lục, collagen và glutathione. Trong những cái thành phần này thì đầu tiên phải nói đến là nó có cái tác dụng ngăn ngừa và phòng chống cái ung thư. Sở dĩ nó phòng chống được ung thư vì trong này nó có cái acetylenic và cái acid folonic. Thì hai cái chất này có tác dụng là nó ngăn cản cái sự phát triển của cái tế bào ung thư, và nó có tác dụng là ngăn chặn cái các cái gốc tự do mà có hại cho cái tế bào bằng cách là nó phá hủy cái DNA của nhân tế bào. Thế vì thế nó có cái tác dụng phòng chống ung thư. Điểm thứ hai nữa là trong cái sản phẩm Green Beauty này ấy, thì nó có cái tác dụng là giảm cholesterol. Sở dĩ nó giảm được cholesterol ấy là do có cái hợp chất 3N-butyflatic. Đấy, và trong cái sản phẩm này thì ngoài cái giúp giảm cái cholesterol ra bằng cách là giảm cái cholesterol xấu ở trong máu. Đấy, và từ đó nó cũng có thể giúp là làm giảm cái thừa cân béo phì của cơ thể. Điểm thứ ba mà quan trọng trong cái Green Beauty này ấy, và cũng từ cái tác dụng của cái thành phần chính là cái cần tây, thì nó có cái tác dụng là kiểm soát được huyết áp, tốt nhất là đối với những người trung niên và có tuổi. Thì sở dĩ nó kiểm soát được huyết áp là vì các cái chất ở trong cái cần tây, trong cái sản phẩm này là nó có thể là làm giãn những cái cơ ở xung quanh, cái cơ trơn ở xung quanh mạch máu. Và một điểm nữa là nó làm giảm các cái stress, làm giảm các cái chất gây stress trong cơ thể. Ví dụ như là chất mà gọi là làm căng thẳng, làm cho cơ thể chúng ta có những cái căng thẳng, thì đây là một cái mà nó có thể làm giảm. Một cái điểm nữa là trong cái tác dụng của cần tây rồi tảo xoắn, thì đặc biệt trong cái tảo xoắn, cái tảo spirulina thì nó có rất nhiều cái chất đạm, hàm lượng đạm cũng rất cao. Thế rồi các yếu tố vi lượng, các cái khoáng chất ở trong cái spirulina là rất là lớn. Thế do đó cho nên là ngoài cái tác dụng
của cần tây ra thì tác dụng của cái tảo xoắn, tảo spirulina đấy thì nó có những cái tác dụng ví dụ như là làm đẹp da, thế rồi là làm mềm mượt mái tóc của phụ nữ, thế rồi làm cho có thể là cơ thể là bài tiết nước tiểu rất là tốt, hạn chế được cái sỏi ở bàng quang, ở thận, thế rồi là nó tăng cường cái bài tiết mật, cho nên là nó làm giảm mỡ máu và làm giảm cái thừa mỡ trong cơ thể bằng cách là nó tiết kích thích tiết ra mật nhiều hơn hay là tiết cái acid stearic nhiều hơn. Thì đấy là những cái tác dụng lớn của hay là chính của cái green bounty này. Tuy nhiên ấy, chúng ta cũng phải biết rằng là nhiều cái thành phần ở trong này nó cấu tạo nên một cái chức năng nữa của cái bounty green, đó là cái thải độc, giúp thải độc cơ thể. Chúng ta biết rằng trong hàng ngày thì chúng ta tiếp xúc giữa cái ăn uống rất là nhiều thức ăn thực phẩm đa dạng thì cũng có thể gây nên những cái tích tụ về chất độc trong cơ thể. Đấy. Và trên cơ sở đó thì từ cái lợi tiểu, từ cái giúp tăng cường cái chuyển hóa ở gan, giúp tăng cường cái đào thải mật để mà kích thích tiêu hóa và bài tiết tốt hơn. Nó còn có cái tác dụng là chống rối loạn tiêu hóa bằng cách là vì trong này có rất nhiều chất xơ của cần tây, nó giúp cho cái đường tiêu hóa là rất là tốt. Và càng nhiều chất xơ thì cái đường tiêu hóa của chúng ta là sẽ chống lại và phòng được cái chuyện táo bón. Và chúng ta biết rằng nếu như cơ thể mà bị táo bón thì sẽ rất nhiều các cái chất nó tích tụ lại cơ thể, nó ngấm vào máu từ cái hệ thống ống tiêu hóa. Ví dụ phenol, indole, skeletol, đó là những cái chất mà chuyển hóa trung gian do quá trình tiêu hóa mà nó không được đào thải ra theo phân thì nó sẽ ngấm vào máu. Do đó cho nên là cái vai trò thải độc của cái green bounty này là cũng là một cái gọi là tác dụng rất là tốt, rất là chủ yếu của nó. Thế thì bây giờ thì cũng là cuối năm âm lịch rồi, Tết nguyên đán của chúng ta, Tết cổ truyền ta sắp tới rồi, thì có một cái điều mà cái green bounty này cũng cần phải nhắc với các bạn là nó có một cái tác dụng có thể là giải được rượu. Đấy. Ở đây tôi muốn nói đến là cái chức năng thải độc và thải các cái chất cặn bã trong cơ thể, trong đó cái cholesterol xấu chẳng hạn, thì nó có tác dụng là giải rượu rất là tốt. Đấy. Chúng ta có thể dùng cái green bounty này, mỗi một người trước khi uống rượu hoặc sau khi uống rượu có thể dùng một cái gói nhỏ. Đây là một cái gói nhỏ, chúng ta pha với lại 500ml, có thể uống trước và uống sau khi uống rượu thì nó có tác dụng là giải rượu rất là nhanh, rất là tốt. Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh với các bạn là đây không phải nhằm để mà gọi là đối phó với lại vấn đề giao thông trên đường. Vì dù sao giải rượu đây tôi nói muốn nói đến là sau bữa ăn, sau bữa uống rượu và sau khi uống rượu, chứ không phải đối phó với lại cảnh sát giao thông ở ngoài đường. Các bạn lưu ý cái điều đấy. Thì vấn đề dùng green bounty này rất là tốt trong cái quá trình giải rượu trước và sau khi chúng ta uống rượu. Thì đấy là một trong những cái tác dụng tốt của cái green bounty này. Xin chào các bạn, tôi là thạc sĩ bác sĩ da liễu Nguyễn Thị Diễm Hằng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì tại Việt Nam chúng ta cứ 4 người thì sẽ có một người mắc chứng béo phì, và tỷ lệ này thì ngày một gia tăng. Đây là một căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải. Nhưng những người mắc chứng béo phì thường rất tự ti về ngoại hình, ngại giao tiếp, tránh những nơi đông người và không chọn được trang phục phù hợp. Béo phì còn khiến cho làn da của họ chảy xệ, mụn, mọc và trông vô cùng khó coi. Nhưng vì sao bị béo phì thì chắc là nhiều người không biết được. Do cái quá trình và cái thói quen của chúng ta đã không ăn những chất xơ, ăn nhiều chất xơ, hay là không uống nhiều nước và uống nhiều nước trái cây. Chúng ta lười vận động và ăn những cái đồ ăn nhanh có nhiều chứa nhiều mỡ và dầu vào trong cơ thể của chúng ta. Có hàng trăm phương pháp giảm béo phì như hút mỡ, thu hẹp dạ dày, uống thuốc giảm cân và ăn kiêng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đạt được hiệu quả sau những biện pháp đó đâu. Những người béo phì thường có lớp mỡ ở dưới da nhiều gấp hơn người bình thường rất nhiều lần. Tuy nhiên mỡ béo phì bám rất chắc và dày xung quanh nội tạng, và phần mỡ này thì không thể tác động bằng các biện pháp trên.
và chúng còn là nguyên nhân khiến cho người béo phì mắc các chứng bệnh như tiểu đường, tim mạch và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng nếu như không chữa trị kịp thời. Tuy nhiên thì ngày hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một biện pháp vô cùng tuyệt vời giúp các bạn tạm biệt vĩnh viễn mỡ nội tạng, mỡ thừa dưới da bằng một phát hiện đột phá mới nhất trong cuộc cách mạng giảm béo và làm đẹp an toàn từ rau củ. Đó là phương pháp detox bằng nước ép cần tây. Phương pháp này bắt nguồn từ siêu mẫu Kelly Jenner, người siêu mẫu giàu có nhất thế giới. Cô ấy đã chia sẻ trên Instagram của mình rằng thói quen mỗi sáng thức dậy của cô ấy sẽ là uống một cốc nước ép cần tây, sau đó 30 phút thì mới ăn sáng. Và đó chính là lý do tại sao mà Kelly lại trở thành người siêu mẫu có body bốc lửa nhất thế giới. Không một chút mỡ thừa, làn da căng mịn khiến chị em luôn phát cuồng lên. Hàng loạt các sao từ quốc tế đến Việt Nam đã đồng loạt dùng nước ép cần tây vào buổi sáng mỗi ngày để giảm mỡ thừa, giảm mỡ máu. Đó là những người nổi tiếng như cô Kim siêu vòng 3, ca sĩ Lam Trường, diễn viên Harry Won hay là MC Diệp Chi đã nhận được kết quả vô cùng bất ngờ. Mỡ thừa được đào thải, người nhẹ nhõm hơn, da rẻ tràn đầy sức sống và đặc biệt không phải ai gặp tình trạng mệt mỏi như uống thuốc giảm cân. Nước ép cần tây giá thành rẻ mà lại tuyệt vời như vậy mà bạn lại chưa biết đến thì đó thật là đáng tiếc cho bạn. Nếu bạn có một công thức chuẩn nhất về phương pháp này thì hãy bấm nút nhận tư vấn ngay nhé. Chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn. Vâng, vừa rồi các bạn đã được nghe các tiến sĩ, phó tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ tư vấn và chia sẻ rất cụ thể về các công năng tác dụng của tinh chất nước ép cần tây, nó tốt như thế nào đối với sức khỏe của mỗi chúng ta. Vậy nếu bạn nào có quan tâm đến sức khỏe của chính mình, quan tâm đến sức khỏe của gia đình, hãy alo cho mình theo số điện thoại 0936410666. Mình rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ các bạn. Năm Tết, năm mới đến rồi, xin chúc tất cả các bạn một năm mới đầy mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn.